Sư phụ, làm thế nào để có thể biến được mình thành nhiều cái dạng hoạt hình khác nhau ở trên trái đất mà không phải lo là chọn hay là nó như nào cho nó khớp miệng? Ây, đơn giản. Có một cách rất là đơn giản thôi là có thể làm được những cái video như thế này đang hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà thì chờ sư phụ biến lại thành phiên bản Noah trái đất đã. Ok sư phụ ơi, khẩn trương thôi sư phụ ơi. Noah Transformation. Hi 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 hi, xin chào Hi. các bạn, lại là Noah đây. Và để làm được video như cái đoạn đầu của cái clip vừa rồi thì rất là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để chúng ta có thể tạo được một cái video tương tự như vậy. Ok. Bước đầu tiên của chúng ta chính là tạo ra một cái đoạn ghi âm giữa hai nhân vật. Thực ra các bạn có thể sáng tạo thành nhiều cái kiểu khác nhau, nhưng mà để ghi âm được thành hai nhân vật như vậy thì mình sử dụng một cái ứng dụng đó là Adobe Audition. Và trong những trường hợp mà các bạn không cần quá phức tạp thì các bạn chỉ cần có một cái file ghi âm thôi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại quá trình mà mình đã chỉnh để làm sao mình có hai giọng nói như vậy nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ ghi âm ở trên cái Adobe Audition này. Thì thực ra mình đã có sẵn một cái file ghi âm ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ việc là bật lên thôi. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là thực ra là hai nhân vật nhưng mà chỉ có một mình nói thôi. Có một số người thì họ có thể giả giọng khác nhau cho dễ, nhưng mà trong trường hợp này thì mình có dùng yếu tố kỹ thuật một xíu. Đó là mình sẽ chọn cái nhân vật là học trò. Mình sẽ vào cái phần tăng pitch lên. Ở trong này thì mình sẽ có cái phần là phần effect. Có một cái phần đó là phần pitch và cái phần pitch shifter này. Bây giờ mình click vào đây thì mình sẽ tăng pitch của bạn này lên, thì ngay lập tức là cái giọng của nhân vật này nó sẽ cao lên. Ví dụ như đây mình có thể tăng lên là 5 hoặc là 18 chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn có thể nghe thử ở đây, sẽ nghe thấy cái nhân vật này giọng sẽ bị cao lên. Sư phụ, làm thế nào để có thể... Rồi, và các bạn có thể chọn lại cái mức nào mà các bạn cảm thấy thích là được. Thì đó chính là cái cách thứ nhất dành cho nhân vật học trò. Còn với nhân vật sư phụ thì để cho nhân vật sư phụ này giọng ồm và trầm hơn thì mình sẽ chọn cái phần mà sư phụ nói và sau đó thì giảm cái phần pitch này xuống. Khi các bạn để xuống là âm ấy thì giọng nó sẽ trầm xuống. Ví dụ như thế này. Chỉ có một cái cách tốt. Đó. Và như vậy là chúng ta đã có được cái giọng của nhân vật sư phụ và nhân vật đệ tử. Nó khác nhau như thế. Và thực ra thì vẫn là giọng mình mà thôi. Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ xuất ra làm hai file âm thanh. Tại vì sao lại là hai file âm thanh? Bởi vì là để cho cái quá trình đồng bộ hình ảnh thì cái đoạn mà không nói thì vẫn có hình ảnh và có cử chỉ của cái nhân vật đó. Còn cái đoạn nào mà họ nói thì nó sẽ riêng. Như vậy thì bây giờ mình sẽ có hai file. File thứ nhất thì mình sẽ chọn riêng cái đoạn của sư phụ nói. Mình sẽ để silent, tức là mình sẽ mute tiếng đi. Và sau đó thì mình sẽ xuất riêng ra một cái file. Thì các bạn có thể vào phần này, ở phần export và file, và chọn cái tên file này ở đây. Ở đây thì mình sẽ để là học trò. Rồi, và sau đó nhấn OK. Như vậy là mình sẽ có một cái file là học trò. Tương tự như thế thì mình sẽ có file là sư phụ. Và như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn tạo ra cái file học trò và sư phụ, là cái phần file ghi âm xong rồi. Sau khi chúng ta đã có file ghi âm xong rồi thì bây giờ mình có thể tắt Adobe Audition đi và mình sẽ đến với cái phần chính mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là Adobe Express. Để có thể tạo được hình ảnh thì các bạn hãy vào trang Adobe Express. Mình sẽ để link ở phần mô tả hoặc là phần comment ở phía dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Và hiện tại thì Adobe Express đang cho phép tạo những cái nhân vật hoạt hình này cho YouTube miễn phí. Tức là mình hoàn toàn có thể sử dụng các cái nhân vật này một cách miễn phí luôn. Ở đây sẽ là miễn phí mãi mãi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện luôn để các bạn sẽ biết cái cách mình có thể thực hiện được cái video như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là Make Animation for YouTube. Các bạn sẽ click vào đây. Thì ngay lập tức nó sẽ nhảy ra một cái cửa sổ mới. Và như các bạn có thể nhìn thấy rằng là mình đã chọn cái nhân vật sư phụ như thế này rồi. Ở đây thì còn có rất là nhiều các cái nhân vật khác nữa. Ví dụ như đây, các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có thể lựa chọn bạn này, bạn này, bạn này, bạn này, bạn này.
Ở đây thì mình thích cái nhân vật ngoài hành tinh làm sư phụ ấy, đó là nhân vật này. Vì vậy cho nên là mình sẽ lựa chọn. Bạn có thể căn chỉnh làm sao, có thể là chỉ lấy một phần thôi để cho cái phần này nó rõ hơn. Như mình thì mình lựa chọn là như thế này. Và có một cái phần quan trọng nữa ở đây là cái phần background. Background chính là cái phần nền đằng sau của cái nhân vật này. Thì có rất là nhiều cái background các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ các bạn có thể chọn là living room, phòng khách này. Rồi rất là nhiều thứ nữa. Tuy nhiên thì vì sao mà mình lại chỉnh cái màu này? Đó là để cho cái bước tiếp theo á, mình có thể xóa cái màu này đi và nó chỉ còn hiện mỗi một cái hình nhân vật như thế này thôi. Thì đó là cái cách để mình có thể lựa chọn cái hình ảnh của nhân vật. Bây giờ thì mình sẽ có hai lựa chọn. Một là mình sẽ ghi âm trực tiếp ở đây, nhưng mà chắc chắn là đây không phải là lựa chọn của mình rồi. Và thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng cái file mà mình đã ghi âm sẵn. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái file ghi âm mà mình đã sử dụng sẵn cho sư phụ. Mình sẽ nhấn vào choose an audio file. Khi mà mình nhấn vào đây thì mình sẽ chọn cái file sư phụ mà mình đã lưu lúc nãy. Đây. Và sau đó thì mình nhấn vào open. Có một điểm lưu ý là hiện tại thì Adobe Express thì chỉ hỗ trợ cho cái file ghi âm ngắn hơn là 2 phút thôi. Vì vậy cho nên là nếu mà mình làm dài hơn thì mình sẽ cần phải cắt nhỏ ra thành nhiều đoạn. Ok, nhưng mà file mình rất là ngắn thôi, nên là mình nhấn vào đây là open. Các bạn sẽ chờ một lúc để cho Adobe Express nó sẽ tạo ra cái video của bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bật thử cho các bạn nghe nhé. Đây chính là cái đoạn mà bạn có nói chuyện này. Ây, đơn giản. Chỉ có một cái cách rất là đơn giản thôi là có thể làm được những cái video như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là đây, cái file mà đã được download xuống, có đề là sư phụ Adobe Express. Tương tự như thế thì mình hoàn toàn mình sẽ làm lại với cả là nhân vật học trò. Để làm được thì mình sẽ refresh lại để nhập lại từ đầu. Sau đó thì mình sẽ chọn cái nhân vật khác. Thực ra nhân vật học trò chính là có bơ này. Trông rất là thú vị đúng không ạ? Và tương tự như thế mình sẽ làm và mình sẽ có được cái clip của học trò. Tương tự như là clip của sư phụ, bằng cách là cũng chọn vào cái file ghi âm và xuất ra. Thì mình sẽ đi rất là nhanh qua phần này để mình tới bước tiếp theo. Đó chính là mình sẽ tạo ra một cái hình nền. Các bạn có thể để ý thấy là cái hình nền đó là một cái video về vũ trụ. Thì các bạn có thể lựa chọn bất cứ một cái hình nền là video nào mà có cái nguồn rõ ràng thì các bạn có thể sử dụng trong video của mình. Như trong trường hợp này thì mình sử dụng nguồn đó là Canva. Như các bạn có thể để ý thấy đó là mình đã lựa chọn sẵn một cái video ở trên Canva có cái hình vũ trụ như thế này. Các bạn hoàn toàn vẫn có thể search ra các cái phần khác bằng cách là vào phần này. Sau đó thì search Universe. Thì sẽ ra rất là nhiều các cái phần khác, nhưng mà mình thích cái hình này. Ở đây cũng có khá là nhiều hình miễn phí, không cần thiết là cứ Canva là phải là có phí đâu các bạn ạ. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn download ở 4K, tức là cái độ phân giải lớn nhất, thì các bạn sẽ cần có Canva Pro hoặc là Canva Education. Thì sau đó khi mà mình có xong rồi, mình sẽ download cái file này xuống. Mình sẽ nhấn vào đây, MP4, và mình lựa chọn cái phần này thôi để mình download xuống. Sau khi mà cái file này download xuống xong thì mình đã có cái file hình nền rồi. Thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bước tiếp theo, đó chính là mình sẽ edit cái video này. Để edit cái video này thì thực ra thông thường mình hay sử dụng Final Cut Pro, nhưng mà phần mềm này thì là phần mềm có tính phí và ở trên MacBook nên là nó hơi có giới hạn một số với cả người dùng. Vì thế cho nên là trong cái video này thì mình sẽ sử dụng phần mềm phổ biến hơn và miễn phí, đó chính là CapCut. CapCut thì trên bản PC có cả trên Windows lẫn trên macOS. Nó rất là đơn giản thôi, vì đâu các bạn cũng có thể sử dụng được. Và thậm chí trên điện thoại cũng sẽ có luôn nữa. Nên là mình sẽ minh họa bằng CapCut để cho nó dễ dàng và nó bình dân, ai cũng có thể sử dụng được và miễn phí. Thì mình sẽ nhấn vào CapCut, mình sẽ chọn New Project. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần Import này, chính là cái phần để nhập các cái video, những cái đoạn mà mình đã nhập xong.
Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần import này. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn cái file vũ trụ là cái file hình nền đầu tiên mà mình đã làm. Sau đó thì mình sẽ import tiếp hai cái file của sư phụ với cả là học trò mà mình đã tạo ra. Đây là sư phụ. Bây giờ thì mình sẽ nhập luôn cả cái video học trò nữa. Đây. Đó, thì như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy là mình có file sư phụ và file học trò rồi. Thì bây giờ mình sẽ kéo xuống timeline ở dưới này. Mình sẽ chỉnh cho cái nhân vật này ở đây, ở một góc này. Và cũng tương tự như thế, mình cũng sẽ kéo cái file học trò xuống. Các bạn sẽ để ý thấy là cả học trò lẫn sư phụ thì đều sử dụng một cái file ghi âm khớp với nhau. Bởi vì là cái đoạn nào mà của sư phụ thì học trò sẽ không có tiếng, còn đoạn nào của học trò thì sư phụ sẽ không có tiếng. Nên là cái việc mình ghép hai file lại với nhau nó hoàn toàn bình thường mà nó không chồng lấn gì đến nhau cả. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại cái phần hình ảnh trước. Đầu tiên thì nhân vật sư phụ là ổn rồi. Bây giờ tới lượt nhân vật học trò, mình cũng sẽ chỉnh nó lại để ở góc bên này. Các bạn có thể tùy chỉnh tùy theo thẩm mỹ của các bạn. Đó. Bây giờ để làm sao có thể xóa được cái hình nền của cái nhân vật sư phụ và của học trò thì rất là đơn giản. Các bạn hãy nhấn vào cái clip mà các bạn muốn xóa phông. Ở đây các bạn chọn là sư phụ. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần cut out. Thì sẽ có một cái phần là chroma key. Các bạn chọn chroma key ở đây. Sau đó chọn tiếp vào cái phần color picker ở đây. Bạn hãy chọn cái màu mà các bạn muốn. Các bạn nhìn thấy đây là mình click vào cái đoạn màu xanh này thôi. Và sau đó thì các bạn tăng cái độ mạnh lên bởi cái nút này. Thì các bạn chỉ cần tăng tầm khoảng đến 2 thôi thì nó đã biến mất màu rồi. Đó. Tương tự như thế với cả là nhân vật học trò, mình lại chọn cái clip này. Sau đó thì mình lại nhấn vào chroma key. Mình lại chọn màu. Và sau đó thì mình tăng lên. Bởi vì những cái màu này là cái màu rất dễ thay thế, nên đó là lý do vì sao mà mình khuyến khích nên chọn cái màu xanh này hoặc là màu xanh lá cây. Nhưng bởi vì sư phụ học trò này nó có phần màu xanh lá cây ấy, nên là mình nghĩ là màu xanh dương này nó sẽ hợp lý hơn. Thì như vậy là chúng ta đã có được cái clip mà sư phụ với học trò nói chuyện với nhau rồi, và cũng đã có âm thanh rất là khớp miệng rồi. Các bạn có thể xem lại nếu muốn. Rồi, bây giờ thì để làm sao có cái cuộc hội thoại ở trên thì mình sẽ sử dụng cái tính năng rất là thú vị của CapCut. Còn những cái ứng dụng khác thì nó sẽ không có độ chính xác tương tự như thế. Đó chính là tạo phụ đề. Ở đây thì để tạo được phụ đề, các bạn vào cái phần text. Và phần text các bạn sẽ có một cái phần là phần Auto Caption. Phần Auto Caption này các bạn hãy chọn tiếng Việt. Và sau đó thì nhấn vào Create. Khi bạn nhấn vào cái Creating Auto Caption này thì nó sẽ tạo ra một loạt các cái đoạn mà từ cái phần âm thanh của các bạn đã có như thế này rồi. Thì thông thường nó sẽ hơi lỗi phông một xíu. Bước tiếp theo của mình làm được đó là mình sẽ chọn một cái phông chữ. Thông thường thì các bạn sẽ cần phải chỉnh lại một số đấy, không phải là hoàn toàn là tin tưởng được đâu. Nhưng mà các bạn có thể tách hoặc cắt những cái phần này sau. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn một số cái để các bạn có thể tham khảo. Đó là các bạn có thể lựa chọn cái màu. Ví dụ như ở đây có thể là lựa chọn màu bất kỳ chẳng hạn, hoặc là các bạn có sẵn một số cái màu. Ở đây thì chỉ cần các bạn không chọn loại Pro thôi thì hoàn toàn vẫn là miễn phí hết. Tiếp theo đó nữa thì các bạn có thể lựa chọn cái bong bóng, tức là cái bao bên ngoài cái cuộc hội thoại đấy. Ví dụ các bạn có thể sử dụng cái mẫu như thế này chẳng hạn. Mình sẽ lựa chọn nhiều mẫu nha. Ngoài cái mẫu mà mình đã sử dụng trong cái video của mình thì mình sẽ sử dụng nhiều mẫu khác nhau. Ví dụ như mình có thể lựa chọn cái mẫu này. Rồi có thể mẫu này. Tuy nhiên thì khi mà các bạn lựa chọn bất cứ một cái mẫu nào á, thì nó sẽ có một cái chuyện, đó là thường là nó sẽ không được khớp và hơi bị lỗi. Thì các bạn sẽ cần chỉnh những cái này cho nó căn, cho nó làm sao nó đẹp hơn một xíu. Và các bạn có thể chỉnh lên, chỉnh xuống làm sao để cho nó ưng ý. Tiếp theo nữa các bạn có thể thêm vào cái phần effect ở đây á, đó là cái một số cái kiểu nghệ thuật chữ chẳng hạn. Ví dụ như ở đây mình lựa chọn cái hình này như cho clip của mình này. Và sau đó thì mình có thể chỉnh thêm nhiều thứ nữa. Cho tới khi mà mình cảm thấy ưng ý với cả cái file của mình rồi thì mình sẽ tới cái bước cuối cùng, đó là xuất video.
thì các bạn hãy nhấn vào cái phần export này. Khi các bạn nhấn vào cái phần export này, các bạn có thể click vào video exporting. Sau đó thì các bạn chọn cái độ phân giải mà các bạn mong muốn. Ở đây 4K là độ phân giải cao. Còn các bạn có thể lựa chọn những độ phân giải thấp hơn như là 1080 hay là thấp hơn nữa, 720, tùy các bạn. Nhưng mà mình thì mình thích video của mình nó nét, và bản thân cái video gốc của mình nó cũng đã nét rồi, là 4K nữa, nên là mình lựa chọn cái video này. Và sau đó thì chúng ta nhấn export. Các bạn chờ một thời gian thì các bạn sẽ có cái video mà các bạn cần. Rồi, video của mình đã làm xong. Nó đã lưu ở trong cái folder này. Các bạn hãy nhấn vào phần Open Folder thì nó sẽ hiện ra cái video mà mình vừa mới làm xong này đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ bật lên để các bạn xem lại cái video của mình nhé. Sư phụ, làm thế nào để có thể... Đó, đây chính là cái đoạn đầu của video của mình. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Và tùy theo cái sự sáng tạo của mình, các bạn có thể tạo ra rất nhiều các cái nhân vật trao đổi, nói chuyện với nhau mà không cần thiết phải lộ diện. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình trong cái cách để làm sao tạo được những cái video như thế này. Nếu mà các bạn cảm thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu các bạn có bất cứ một cái câu hỏi nào thì hãy để lại comment và subscribe theo những cái video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!